Top 3 loại đá phong thủy thịnh hành nhất hiện nay. Loại thứ nhất là thạch anh. Dân chơi đá, người chơi đá cũng sẽ hỏi nhà em có đá thạch anh hay không? Cái này làm bằng chất liệu thạch anh được không? Chính bởi đa dạng màu sắc là loại đá có năng lượng giữ trữ trong tự nhiên nhiều, giá thành vừa phải nên thạch anh luôn được xếp đầu bảng các loại đá được ưa chuộng nhất các bác ạ. Top thứ hai là đá onyx. Bởi là khoáng vật có trữ lượng lớn trong tự nhiên, chất liệu liên lạc ít rạn nứt, vậy nên onyx được ưu tiên dùng để chế tác từ các sản phẩm như kem bông, cầu kỳ, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến onyx được giới phong thủy ưa chuộng và biết đến nhiều nhất. Top thứ ba là xanh ngọc bích. Xanh ngọc bích thường được xuất xứ từ ở Canada hoặc là Nga. Những cái loại này rất là giá trị cao. Tất nhiên anh chị mà đang chơi đá phong thủy á thì ít nhất gặp một lần ở trên thị trường. Vâng, nếu như anh chị mà thích một trong ba loại đá trên á thì hãy để lại comment ở bên dưới, tôi sẽ trả lời.